Chào mọi người, hôm nay ngày 25 tháng 5, mình có một số cây mini giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là lô hai cây lộc vừng mã A1. Hai cây lộc vừng mini nhưng cây rất là già. Cây đã nuôi lâu năm. Những cây mini này nuôi tay cành rất là lâu. Giá cả lô hai cây là 450 bao ship. Lô lộc vừng mã A1 chiều cao tầm 20. Cây này cao hơn 20. Cây rất là gọn. Cây này mình đã nuôi lá cô rất là bé, kích thước lá rất là bé. Hầu như chỉ lớn hơn ngón tay một tí. Cây này cũng vậy, lá rất là bé, mình cắt ra dọn ra để dễ mọi người dễ nhìn. Cây chì rằm rất là dày. Giá cả lô là 450 bao ship. Cây này có hoành thân tầm 25. Tiếp theo là lô A2, bao gồm một cây trắc dây và một cây sơn liễu. Hai cây này cũng có chiều cao là 25. Cây trắc dây, dòng trắc dây là cây gỗ quý hiếm. Một cây sơn liễu thì kích thước lá rất là bé. Hoa của cây sơn liễu màu trắng và quả khi chín có màu hồng và cuối cùng là màu tím hồng. Quả của cây sơn liễu có kích thước bằng quả sam núi trái. Cây rất là già. Giá cả lô hai cây là 450 bao ship, một cây trắc dây và một cây sơn liễu. Cây này có hoành thân tầm 15. Cây này hoành thân 10 xăng. Chiều cao 25. Giá cả lô hai cây là 450 bao ship. Lô A2, một cây trắc và một cây sơn liễu. Tiếp theo là cây chiều xuân mã A3, giá 400 bao ship, cây này có chiều cao là 40. Củ cốt rất là to. Cây chiều xuân có hoa nở rất là thơm. Cây này còn có tên gọi là cây dây chiều. Dòng cây có tác dụng chữa được bệnh. Cây chiều xuân mã A3, chiều cao 40, giá 400 bao ship. Cây trắc dây mã A4. Cây này có chiều cao tương đối là 40. Cây đã đi một nước dây. Cây định hình một nước dây, dáng cây khá là hay. Cây trắc mã A4, giá 420 bao ship. Còn là tầm 20. Dòng trắc có hoa nở cũng rất là thơm. Cây linh sam mã A5, cây này là cây linh sam sông Hinh, cây rin. Cây có chiều cao hơn 40, tán ngang hơn 40. Hoành thân thì tầm 14. Rễ đế nổi.
Cây lên xa mã A5 giá 420 bao ship. Tay cành đã nuôi cũng rất là to. Dòng lên sam sông Hinh thì hoa nở chùm, hoa tím và đặc biệt cánh hoa rất là to. Cây nuôi lâu năm giá trị 420 mình bao ship. Và lô cuối cùng trong clip là lô A6 và là một cây lên sam sông Hinh và một cây trà Phúc Kiến, giá cả lô hai cây là 250 bao ship. Cây này có tầng độ tầm 40, nuôi từ nhánh trước, thân thì tầm ngón tay của mình. Một cây trà Phúc Kiến cầm rừng mini là cao 25, giá cả lô hai cây là 250 bao ship, lô A6. Lô này là lô cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình.